You don't have very long. What is your verdict? I'm Brad. Guilty. The deadly narcotic. Ladies and gentlemen of the jury, you've got to get a hold of yourself. Mình đọc xong rồi và ở đây chỉ có thể là học online thôi. Ok, mình về mới đọc xong rồi đấy. Và ở bên đây Canada bắt đầu lockdown nữa rồi, bởi vì dịch chuẩn bị bùng đợt 2 hoặc là đang luôn rồi. Thậm chí tất cả mọi nơi đều phải đóng cửa. Và hôm thứ tư và cũng là buổi cuối mà mình tập gym. Lớp học của mình bắt đầu vào khoảng 9 giờ sáng và tùy theo độ dài của bài học nó sẽ kéo dài từ 1 đến 2 tiếng. Và những ngày còn lại của mình thì chỉ là làm bài và enjoy the day thôi. Và một lát nữa mình sẽ đi tập gym nhá. Ăn một ít, tối qua mình gom một ít sushi và sáng mình có thể dành nhiều sáng nay. Nhìn ngon mắt phải. Và một lát nữa mình sẽ đi tập gym nhá. Một lát nữa mình sẽ đi tập gym nhá. Mình cũng đang coi này. Yo, và đây là outfit của mình để mình tập gym. Sorry mọi người nếu mà đã hơi tối quá, mình mặc một chiếc quần không ngắn tới mắt cá chân. Và chiếc áo của Need of Wisdom jacket mình mua ở cửa hàng second hand store, một chiếc áo jersey và một cái waist bag của ba má. Sorry nha mọi người nếu mà tối quá rồi vì mình không bật đèn ấy, thì lại trời cũng đang mưa. Ừ, thì nói với bạn thì cuối mà. Ngon nhỉ? Chua như chó luôn. Nhanh gì vậy đấy? Khoảnh khắc đỡ tạ của mấy bạn. Cối. Yo.
City Boy. Cái link mà anh đi tắm em thấy cái rèm. Để Huy muốn gì để giờ cho Huy. Nhưng mà nhìn phèn lắm, còn mấy này sao? Hơi phèn xíu. Ở đây có bán rồi, giờ mới nhắc nhớ. Đéo. Này được chưa? Em biết gỗ gì rồi kia thôi. Không, gỗ em có rồi, em còn miếng cái móc thôi. Ở đây đúng không? Thôi, tốn thì tốn quá. Này đồ nhưng mà tốn diện tích quá. Này để móc nắm đồ, cái này có đồ móc mà nè. Móc đâu? Móc một nhàng đẹp á. Quay nãy giờ mà. Bruh. Mất cả chân. Tính là mấy dáng ngầu tí. Không phải có thù. Ôi quay ngủ cũng được. Trời ơi được. Yêu không? Yêu. Yêu. Hey Google, turn on the light. Gèo gèo gèo, hiện đại liền. Ok, mình đã vừa mới về đến nhà và tắm rửa xong hết rồi. Chuẩn bị qua nhà của ông anh tập gym. Đi qua nhà ông anh tập gym để mà ăn chơi buổi cuối trước khi mà mình đi nhổ răng khôn. Tại vì sau ngày mai mà mình đi nhổ răng khôn thì mình sẽ không có cơ hội để mà làm vlog hay là để mà mình review món gì nữa, hay là mình có thể ăn được bất kỳ món gì nữa. Ok, bây giờ mình chuẩn bị mọi thứ, setup mọi thứ để mà đi thôi nhá. Thì cho những ai mà không biết mình sử dụng loại wax gì thì mình sử dụng Calvin Murphy, mình mua ở Việt Nam hồi cuối năm ngoái, hồi Giáng sinh năm ngoái mình có về. Thì loại này thì chắc chắn nhiều người Việt Nam có biết rồi, nhưng mà bên này có tận 2 đến 3 loại nữa. Mình thì thích loại màu đen nhất bởi vì cái hold của nó là hết cỡ luôn và cái shine là gần như không có. Loại này thì mình thấy khá là ok. Mùi của nó thì đối với những ai đã xài rồi thì cũng biết, không có quá là mùi, không có quá là diêm dúa như bà nàng công chúa, và cũng không có quá là khó ngửi. Nói chung là bỏ vào thì các bạn nữ có vẻ cũng sẽ khá là thích đấy. Mùi cũng dễ chịu và khá là men. Hey Google, turn off the light. Đứng. Điều. Nhưng mà anh chắc chắn là bên ngoài có loa đúng không? Loa là một mấy lộn, một mấy người là em đang ngoài kia ăn á. Còn loa em mà bé. Còn nghĩa là nếu mà em thua không, nhưng mà bé mày cũng trúng à. Không đến tỷ lệ này đâu. Ai biết được, tao xui con hò. Ừ thì chơi chịu mà. Bóc loa đi mấy cái này. Để thấp cái dưới. Xoay xoay. Sao mày biết được? Mày biết một chất chứ mỏi. Lên bài. Anh rồi. Em biết anh là nó Mấy? 8.
nhau mà không, tức là từ nãy giờ gấp toàn gấp một này mà còn nữa gấp một kia đâu, bởi vì ở đây có nhiều món lạ. Đây tao phải chia bạn, chia bạn.